Giáo sư Nguyễn Tài Thu, bàn tay vàng của nền châm cứu Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, người đời kính cẩn gọi giáo sư Nguyễn Tài Thu bằng danh xưng thần kim hay vua châm cứu, không chỉ bởi tài năng phi thường mà còn vì đức độ sáng ngời của ông. Ngày 14 tháng 2 năm 2021, trái tim của người thầy thuốc luôn đau vì người dưng đã ngừng đập. Ông ra đi để lại niềm thương tiếc vô hạn cho bệnh nhân, học trò và những người mến mộ đức độ, tài năng của ông. Để hiểu hơn về những cống hiến cho nền y học nước nhà của ông, Chân Dung Lịch Sử xin được chia sẻ video sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiểu sử giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tài Thu. Giáo sư Nguyễn Tài Thu sinh ngày 4 tháng 6 năm 1931 tại thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Những năm 1945-1946, khi đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, phải tận mắt chứng kiến nhiều người bị thương và chết do bom đạn, chàng thanh niên Nguyễn Tài Thu khi ấy cháy bỏng ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Sau này, ông theo học Đông y, đặc biệt là chuyên sâu về châm cứu chữa bệnh. Ông từng lấy cơ thể mình thực nghiệm rồi mới đụng kim châm vào người khác. Năm 1953, khi đang học năm nhất trường đại học Y khoa, nay là trường đại học Y Hà Nội, ông được cử đi học tại Trung Quốc trong 6 năm chuyên về Đông y. Năm 1958, ông tốt nghiệp bác sĩ Đông y ở Trung Quốc và trở về công tác tại nhiều bệnh viện quân đội và địa phương. Năm 1967, ông đi sâu nghiên cứu ngành châm cứu tại phòng mạch của Hội Đông y, phố Tông Đản, Hà Nội. Ông bắt đầu nghiên cứu dùng các cây kim có độ dài khác nhau để chữa bệnh. Tới năm 1968, từ đề xuất của ông, hội châm cứu đầu tiên của Việt Nam hình thành. Ông cùng với cộng sự đã phát triển hội châm cứu Việt Nam có những bước phát triển rực rỡ với hàng chục ngàn hội viên, đào tạo hàng trăm cán bộ châm cứu trình độ sau đại học. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Anh hùng lao động của Việt Nam. Trước khi qua đời, ông đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Châm cứu Thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam và Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam. Khối tài sản vô giá. Giáo sư Tài Thu là người góp phần quan trọng làm phát triển ngành châm cứu Việt Nam nói riêng và lĩnh vực y học cổ truyền nói chung. Cả một đời, giáo sư Nguyễn Tài Thu đã dành hết công sức để tìm tòi, nghiên cứu và phát triển ra các kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả điều trị cao hơn. Tiêu biểu có thể kể đến một số công trình nghiên cứu thành công nhất của giáo sư: trường phái Tân Châm trong chữa bệnh nan y mãn tính. Sinh thời, giáo sư Nguyễn Tài Thu luôn tâm huyết chia sẻ rằng châm cứu là phương pháp điều trị y học cổ truyền không tốn kém chi phí, không đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, mang tính hiệu quả cao, điều trị nhiều bệnh lý cấp tính và mãn tính. Trong quá trình nghiên cứu và công tác, tôi nhận thấy khi chữa bệnh, ta vẫn đưa thuốc vào cơ thể bằng cách tiêm vào tĩnh mạch hay bắp. Vậy có thể tiêm thuốc vào thẳng các huyệt đạo để thuốc có tác dụng nhanh. Đó cũng chính là lý do giáo sư khởi xướng trường phái Tân Châm và đi theo y học cổ truyền, ứng dụng tinh hoa dân tộc. Trong khoảng năm 1971, khi chiến tranh diễn ra, giáo sư đã chứng kiến những chiến binh từ chiến trường về bị chấn thương tủy sống, sọ não nên bị liệt rất nhiều. Vậy nên ông và các đồng sự đã cùng nhau phát minh đưa trường phái Tân Châm ra ứng dụng trên lâm sàng. Sau đó, giáo sư đã vinh dự nhận được giải thưởng nhà nước về công trình nghiên cứu phát triển lý luận và hoàn thiện kỹ thuật phương pháp Tân Châm trong chữa bệnh trước sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp. Chia sẻ về lý do khởi xướng lên trường phái Tân Châm, giáo sư Tài Thu từng chia sẻ: trong quá trình nghiên cứu về y học cổ truyền, tôi nhận thấy chúng ta vẫn đưa thuốc vào cơ thể bằng cách tiêm vào tĩnh mạch hay bắp, thì ta cũng có thể tiêm thuốc thẳng vào huyệt đạo để có tác dụng nhanh. Hơn nữa, châm cứu là phương pháp không tốn kém chi phí hay sử dụng trang thiết bị hiện đại, nhưng mang đến hiệu quả cao trong quá trình điều trị. Châm cứu cắt cơn, cứu chữa cho người bị nghiện. Đây là phương pháp nổi bật do giáo sư Nguyễn Tài Thu trực tiếp nghiên cứu, phát triển, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt là kỹ thuật châm cứu hỗ trợ cai nghiện ma túy và châm tê trong phẫu thuật do chính ông trực tiếp phát minh. Kỹ thuật này đã được Bộ Y tế nghiệm thu, chứng nhận với hiệu quả cao. Sinh thời, giáo sư Nguyễn Tài Thu đã từng chia sẻ về hiệu quả của phương pháp châm cứu điều trị cắt cơn nghiện.
trung bình 10 ngày là mang lại hiệu quả. Cắt được cơn thì cai nghiện ma túy. Trong đó có người 7 ngày, có người 14 ngày, tùy từng thể trạng cũng như mức độ nghiện của từng người. Tỷ lệ tái nghiện chỉ từ 5 đến 10%. Vậy nên phương thức này đã được giới thiệu, phổ biến tới gần 50 quốc gia. Riêng với phương pháp điện châm gây tê cho phẫu thuật của giáo sư Tài Thu đã thực hiện trên 100.000 ca, 60 loại phẫu thuật khác nhau, cho kết quả đạt lên đến 98,3%. Máng châm phục hồi sự sống cho bệnh nhân. Ngoài những phát minh trên, giáo sư Nguyễn Tài Thu cũng đã dày công nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kỹ thuật máng châm Boa Acupuncture theo hướng mới. Đó là sử dụng kim châm khác kim thường dùng. Cụ thể hơn là phối hợp hai loại trường châm và đại châm bằng cách sử dụng cây kim dài, đốc kim dài 5 đến 8 cm. Thân kim dài ngắn nhất khoảng 10 cm, dài nhất là 60 cm. Thân kim có đường kính trung bình là 0,5 đến 1 mm, khá to và mũi kim không quá nhọn. Như vậy sẽ giúp dẫn khí và vận khí sau khi châm đắc khí, giúp hiệu quả điều trị bệnh cao hơn. Với cây kim dài trong kỹ thuật máng châm cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của việc tác động vào các huyệt sâu trong cơ thể. Nhờ vậy, phương pháp máng châm của giáo sư đã được Hội Châm cứu Việt Nam nói riêng và Hà Nội Châm cứu Thế giới nói chung đánh giá cao về sự hiệu quả và khuyến khích đưa vào điều trị nhiều bệnh lý. Tính đến thời điểm hiện tại, phương pháp máng châm được đặc biệt ứng dụng trong châm tê phẫu thuật, chữa bệnh liệt và điều trị các chứng đau. Bên cạnh đó, trong báo cáo về ứng dụng của phương pháp này, các học trò của giáo sư Nguyễn Tài Thu cho biết phương pháp máng châm đã và đang được ứng dụng trong điều trị một số chứng bệnh khác nữa như trúng phong, liệt nửa người, bán thân, bất toại, bại liệt ở trẻ em, đau thần kinh tọa, đau đốt sống cổ, đau viêm quanh khớp vai. Một đời khóc vì người dưng. Đối với các thế hệ học trò, giáo sư luôn dằn dạy lương y phải như từ mẫu. Ông từng chia sẻ: tôi còn chăn trở nhất một điều, có rất nhiều bệnh nhân không chữa được không phải là vì kỹ thuật không chữa được, mà là do người thầy thuốc không hết lòng với người bệnh. Người thầy thuốc phải đi đến cùng khi hai tay họ buông xuôi, mình chảy nước mắt thì mới thôi được. Riêng ngành y, người thầy thuốc phải thương bệnh nhân, giúp đỡ bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo. Tất cả bệnh nhân nghèo, vùng sâu vùng xa đến với ông đều được ông chữa bệnh miễn phí. Đến nay, trong nhiều tài liệu có ghi lại về hình ảnh người thầy thuốc lúc 86 tuổi vẫn hàng ngày chữa bệnh miễn phí cho 70 bệnh nhân liên tục từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều, ăn trưa bằng một cốc nước chè tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Chiều xuống, sau khi tan làm, giáo sư dành thời gian hỏi thăm động viên những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ông khiêm nhường nhận mình chỉ chữa bệnh vì tình yêu với bệnh nhân. Giáo sư nói: chả lẽ người ta nhờ cậy mình lại bảo không chữa được? Người thầy thuốc không chối ngay được đâu, bao giờ cũng phải nghĩ có thể được không, nếu được thì ngày đêm phải như thế nào. Gia đình kể lại, giáo sư tự nhận mình là người hay khóc, dễ xúc động. Ông từng kể thầy thuốc ai cũng thương bệnh nhân, nhưng trong ông có một tình cảm đặc biệt nào đó khó diễn tả. Ông coi bệnh nhân như người thân của mình. Trong một lần chia sẻ với báo chí, giáo sư kể về một trường hợp bị liệt hai chi dưới, đau khổ đến muốn chết. Ai ngờ bệnh nhân đặc biệt đó là con của Tổng thống Iraq. Khi đó, ông cảm nhận được nhân sinh thế thái của cuộc đời, rằng người giàu hay người nghèo, quyền quý hay bần hàn, khi bị bệnh tật giày vò, đều đau khổ, đều yếu đuối. Giáo sư Thu khẳng định mình là người rất nghèo về vật chất. Ông từng nói đùa, nếu nhờ ông châm cứu thì được, chứ còn xin tiền ủng hộ thì ông không có tiền. Lời nói này ông thường đem ra để dặn học trò của mình. Làm thầy thuốc, trước hết phải có một trái tim dễ rung động trước nỗi đau của người khác. Nhưng để làm thầy thuốc giỏi, cần một cái đầu trí tuệ. Không chỉ dành cả cuộc đời cống hiến cho nền y học cổ truyền, dành nhiều danh hiệu gia đình, giáo sư Sư đã đào tạo thế hệ học trò với đội ngũ y bác sĩ có tiếng trong y học cổ truyền. Sự ra đi của người thầy đã để lại nỗi tiếc thương cho thế hệ học trò. Câu chuyện lá thư hạnh phúc. Là người gây dựng phát triển Bệnh viện Châm cứu Trung ương, nhiều năm là giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, giáo sư Nguyễn Tài Thu đã huy động các nguồn tài trợ để tiếp nhận, mỗi năm điều trị miễn phí cho các trẻ em nghèo bị tàn tật hoặc di chứng do bệnh lý.
không chỉ tổ chức, huy động các nhân lực giỏi giang điều trị, chăm sóc cho các cháu nhỏ có bệnh, là con em các gia đình nghèo. Ông thường xuyên động viên, thăm hỏi, trực tiếp nắm bắt diễn biến sức khỏe của các trẻ. Ông cũng là người sáng lập hội cứu trợ trẻ em tàn tật và đã gây dựng được trung tâm cứu trợ trẻ em tại một số địa phương, giúp các gia đình có trẻ thiệt thòi ở tỉnh xa thêm cơ hội được chăm sóc, chữa trị miễn phí cho con em. Một trong những lá thư bày tỏ niềm vui, niềm hy vọng khi có con em được cứu chữa tận tình, có viết: "Tôi là bà ngoại của cháu Phạm Trung A ở Yên Bái. Đến nay cháu hơn 4 tuổi nhưng chỉ bập bẹ nói được vài từ, không rõ tiếng. Bố mẹ cháu đã đưa con đi nhiều bệnh viện, khám và được biết là cháu bị chứng tự kỷ, chậm nói. May mắn được một số người quen có con từng chữa trị ở trung tâm Nam Định đạt kết quả tốt đã giới thiệu cho gia đình tôi đưa cháu xuống trung tâm Nam Định điều trị. Cháu Trung A khi mới đến còn bập bẹ, đến nay gần 3 tháng đã nói được rõ tiếng hơn, nói được nhiều từ, câu ngắn. Thậm chí cháu còn biết hát, đếm số. Gia đình chúng tôi sung sướng lắm. Cùng ở nội trú với cháu tôi có nhiều người quê ở Hải Hậu, Nam Trực. Họ cho tôi biết ở đây còn có nhiều gia đình đến từ Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Nam để chữa trị cho con em." Đó là một trong những bức thư bày tỏ niềm vui lớn của các gia đình có con em được cứu mang, cứu chữa từ công sức tâm huyết của giáo sư Nguyễn Tài Thu và các cộng sự nhiệt thành của ông. Một con người giàu tình yêu thương, một trái tim nhân hậu, một nhà giáo, thầy thuốc hết lòng vì nhân dân đã về với cõi vĩnh hằng. Nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông sẽ mãi lưu danh trong lịch sử ngành y học Việt Nam như một biểu tượng y đức và tài năng kiệt xuất nhất từ trước đến nay. Xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn ân đức của ông dành cả cuộc đời cho những người bệnh. Video xin thay nén hương thơm tưởng nhớ đến người thầy thuốc, lương y như từ mẫu, giáo sư Nguyễn Tài Thu. Các bạn có cảm nhận như thế nào về vị giáo sư đặc biệt này? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.